Chào các bác nhé, em test cái bộ PS4 Pro này cho bác Hiệp Trần ở Ninh Bình. Bác ấy cọc trước giúp em này nhé. Đây, bộ Pro này của bác gồm có PS21 với cả vài game nữa. Thì em vào em show cho. Bộ nó chỉ có một tay thôi nhá. Đây, một tay này. Nhưng mà bác lấy thêm một tay nữa. Đây, cái tay Pro này, tay này còn khá mới nhé. Dây dợ thì có, đây là cái dây HDMI này. Đấy, dây HDMI để kết nối lên TV. Có cái dây nguồn này. Đây, dây nguồn em đang cắm đây, tí nữa em test máy dây nguồn của nó đây nhé. Và hai cái dây sạc cho tay. Đây, hai tay thì em kèm luôn hai cái dây sạc. Cái sạc này thì đây, nó là cổng micro USB thôi. Nó cắm ở đây này. Đấy, sau đó cổng USB này thì bác có thể cắm lên máy hoặc là dùng cái cục sạc điện thoại cũng được, cắm để sạc cho tay này khi mà tay này hết pin. Đấy là dây đủ dây nhé. Đây, bộ Pro của bác đây, hình thức vẫn còn khá là mới, nó vừa hết bảo hành thôi. Đây, em hướng dẫn bác cách lắp đặt dây dợ cũng như là cách sử dụng luôn nhé. Đây, mặt trước của nó này, cái phím ở góc này là phím bật nguồn này. Phím ở bên này là phím ra đĩa. Đấy, khe đi nhét đĩa của nó ở đây. Có hai cái cổng USB đằng trước này. Đấy là đằng trước. Còn đằng sau, đây là cái cổng cắm dây nguồn này. Tiếp theo là cái cổng HDMI này. Tiếp nữa là cổng AUX thì mình không dùng nhé. Cổng cổng này là cổng optical quang này. Âm thanh kỹ thuật số đấy. Nếu mà bác có âm ly thì bác cắm vào. Một cái nữa cổng USB này. Đấy, và cái cổng mạng, con này có cả wifi luôn. Đấy, thì bây giờ em sẽ bật máy cho em hướng dẫn bác cách sử dụng. Cắm dây nguồn vào này. Dây HDMI. Rồi bật máy thì một là bác bấm cái phím ở trên phím nguồn trên thân máy này, hai là bấm cái phím PS ở trên tay này thì máy nó cũng sẽ bật theo, vừa bật cả tay vừa bật cả máy nhé. Đó, đây máy đây bác. Game thì có rất nhiều game, ngoài PS21 này có PS21 này, có Horizon này. Đấy, có thêm cái Dead or Alive 5 này. Đấy, vài game nữa, Gnix, Call of Duty, có cả PS20, Brawlhalla này, PS19 nữa. PS19 là của cái tài khoản khác, tí nữa mình phải switch vào cái tài khoản đấy, chuyển vào cái tài khoản đấy thì nó cho chơi, không thì nó đang có hình cái khóa, nó không đúng tài khoản, nó có hình cái khóa. Đấy, còn vài cái game này nữa, game lạ lạ. Đấy, Street Fighter 5 này. Đấy, It Talk 2 này. Rocker, Lager này. Đấy, vài game này nữa. Call of Duty cũng phải switch sang cái tài khoản khác rồi mình chơi được. Đây là một khóa. Rồi, bây giờ em show thông tin của máy nha, bác lên các chọn cái phần cài đặt này. Phần hệ thống này. Thông tin hệ thống này. Đây, phần ngoài con này là mới nhất rồi, 8.52, mới nhất rồi. Bộ nhớ thì nó là 1T nhá. Chị thì bao nhiêu mà chị không?
Đây một terabyte nhưng nó chỉ nhận 861.4 thôi. Ổ cứng gần đầy rồi. Như này gọi là đầy rồi. Tại vì nó phải để trống để còn chơi game, nó còn xếp game các thứ nữa, nó không sẽ không cho cài đặt tiếp game đâu. Thế là game ở ngoài màn hình là nó cài là đầy bộ rồi. Đấy là bộ nhớ. Còn về phần mạng đây, đây bác vào phần mạng để cấu hình kết nối mạng nhé. Chọn cài đặt kết nối internet này. Ở đây có hai lựa chọn, một là sử dụng cáp LAN. Cáp LAN thì bác cắm cái cổng mạng vào đằng sau thôi, không phải làm gì cả. Còn nếu mà dùng wifi thì phải cấu hình, thì bác chọn sử dụng wifi này, chọn dễ này. Đấy, đợi nó scan wifi. Đấy, đây là danh sách wifi, mình chọn wifi và kết nối. Đấy, cái wifi này là nhà em kết nối rồi, nó không hỏi password nữa, nhưng mà về nhà bác là kết nối wifi nhà bác là nó hỏi password, bác nhập password wifi là được. Bắt buộc phải kết nối mạng nhé thì mới chơi được game. Tại vì game này nó là game digital, nó là game tài khoản ấy, có sẵn trong máy. Kiểm tra kết nối internet này. Đấy, tất cả nó phải thành công nhá. Đặc biệt là cái đăng nhập PlayStation Network này nó phải thành công. Đấy là cái nó check cái trạng thái mà đăng nhập của cái tài khoản Digital Game ấy. Đấy, nếu mà là thất bại thì sẽ không chơi được game đâu. Bác chú ý cái đấy. Còn một cái nữa, nó có kiểu NAT này. Kiểu NAT này nếu ở nhà bác mà về check về nó là kiểu 3 ấy, thì bác phải, nếu mà không chơi được game, check nó là kiểu 3, nếu không chơi được game thì bác gọi lên nhà mạng, bác yêu cầu nó chuyển sang cái đường ưu tiên game thì nó sẽ thành kiểu 2. Đấy, còn trường hợp mà chơi được thì mình vẫn cứ chơi để thế chơi thôi. Nhưng mà em nghĩ là nó sẽ một lúc nào đó nó sẽ báo lỗi, nó không cho kết nối PlayStation Network ấy, do cái kiểu NAT này. Đấy. Còn cái tốc độ download và cái tải về và up lên ấy thì là do từng mạng thôi. Đấy. Ok, cái đấy là phần network ok nhá. Đấy, còn cái tài khoản mà chứa game này này thì nó ở phần này, phần nguồn này. Nó vào nguồn xong rồi chuyển đổi người dùng. Đây, cái tài khoản của nó là cái tài khoản Hello Boy này. Nếu em nhớ không nhầm là như vậy. Đại loại ấy là các cái tài khoản nó đã đăng nhập sẵn trong cái máy này này là cái tài khoản của chủ trước, nên bác không xóa hoặc không đăng xuất bất cứ một cái tài khoản nào trong cái list này nhé. Bác có thể có tài khoản mới thì bác đăng nhập thêm người dùng mới này, bác đăng nhập bao nhiêu tài khoản cũng được, nhưng mà bác đừng xóa mấy tài khoản này đi nhé. Đấy, tại vì em không xua lắm là cái tài khoản nào nó chứa game, đâm ra là bác đừng xóa, để nguyên như thế mà chơi thôi. Đấy. Đây, còn cái Linh Anh này, hình như mà kết nối vào cái user này thì mới chơi được những cái game là có khóa ấy. Không phải. Đấy, nếu mà không đúng user nhá thì nó sẽ có hình cái khóa ở game, nó không cho chơi đâu. Nhưng mà bác cũng đừng có xóa cái user này đi nhá. Tại vì em không chắc lắm nó là cái user của cái game ấy đâu. Chuyển user khác xem nào. Linh Anh pet mới Hello PlayStation. Đây, Hello PlayStation thì là chơi được cái Call of Duty này. Đấy chưa? Call of Duty nó không bị có khóa, nhưng mà các game khác sẽ bị có khóa nhá. Đấy, thì bác cứ vào bác chuyển switch người dùng như thế. Đây, còn cái patch 18 nữa thì phải show hết lên. Đây là nó đang giới hạn cái danh sách app ở ngoài màn hình chính. Bỏ cái này đi. Đấy, thì sẽ show hết app luôn. Đây, có patch 20 này, patch 19 này, ok chưa? Đấy, cái tài khoản này là Hero PlayStation là chơi được hai cái game này. Còn lại những cái khác nó sẽ bị khóa đấy. Đấy, nghe này, bị khóa chưa? Patch 21 thì chơi được này, Horizon khóa này. Đấy, còn những cái game Horizon này thì phải vào cái tài khoản. Đây, tài khoản Hello Boy này. Đấy, Hello Boy. Được chưa? Hello Boy là nó sẽ chơi được hết. Rồi. Đây, ví dụ em test một cái game nhá. Test một cái game ở đây đi. Street Fighter đi. Đây, Street Fighter này.
Rồi, ở đây em sẽ hướng dẫn cách kết nối cái tay thứ hai vào nhé. Để chơi cái trò Street Fighter này đối kháng luôn này. Đây, bác bấm cái phím PS này để nó bật cái tay này lên. Đấy, khi mà bật cái tay này lên ấy, máy nó sẽ phát hiện và nó yêu cầu là mình phải chọn tài khoản nào. Ok chưa? Thì hiện tại cái tay 1 này này, nó đang kết nối vào cái tài khoản Hello Boy. Đấy, bác nhìn cái tài, chỗ cái tài khoản, cái user này, Hello Boy nó đang có hình cái tay game đấy. Đấy, nếu như mà cái tay 2 này kết nối vào, mình phải chọn khác cái tài khoản Hello Boy này đi. Nếu mà chọn trùng ấy, tay 2 này kết nối vào cũng chọn tài khoản Hello Boy ấy, thì cái tay 1 nó sẽ bị ngắt kết nối. Đấy, cho nên là phải chọn khác cái tài khoản đi. Đây, ví dụ em chọn cùng tài khoản Hello Boy nhá, cả hai tay đều tranh nhau một tài khoản nhá. Bấm chọn này. Đấy, tay này sẽ bị mất kết nối và thay thế bằng cái tay này. Ok chưa? Đấy, bây giờ mình phải chọn khác cái user đây. Ví dụ đang là Hello Boy, mình chọn cái Hello PlayStation đi. Đấy, thì hai tay nó sẽ kết nối với nhau. Đây này, mỗi đèn một tay này. Thấy chưa? Kia là xanh nước biển, đây là xanh lá cây nhá. Play này. Welcome service for video này. Enable ngày 30/11/2016. Thank you for download. Bạn có thể check the letter new from the link phía dưới. Anh chơi của gì nhỉ? Khả năng là cái game này nó không cho chơi hay sao? Ok, thoát ra. Thoát game thì bác giữ lì cái phím này, giữ lì cái phím PS này. Chọn đóng ứng dụng. Street Fighter này không chắc là chơi được. Thử game khác đi. Horizon nhá. Hoặc Dead Oliver đi. Solo file setting. À, đã đều đối kháng đấy. Ok.
21. 22. Trả đũa luôn. Hôm nay anh đấm sexy quá. Rồi, ok, thoát game giữ lì phía này. Chọn đóng ứng dụng. Đấy thì đấy là tất cả những cái game nhá. Có cái Street Fighter này thì bác về bác nghiên cứu xem nó hỏi cái gì đấy. Em không nghiên cứu luôn cho nó đỡ mất thời gian của video. Horizon chơi được bình thường. Rồi, ok. Đấy thì tất cả những cái gì game này với cả máy là như thế. Bác lưu ý cho em một điều là không thoát và không xóa tài khoản đang có sẵn ở trong này nhá. Tại vì đây là cái tài khoản của chủ cũ, em không có password đâu. Nếu bác nhỡ tay là bác xóa đi hoặc là bác thoát ra thì không lấy lại được, không đăng nhập lại được đâu. Đấy, thì còn tắt máy thì bác lên này, xong rồi chọn phần nguồn này. Tùy chọn nguồn này. Đấy, chọn tắt máy, tắt nguồn PS4, dưới này là khởi động lại và trên cùng là nghỉ. Đấy, tắt máy. Rồi, em ship cho bác Hiệp nhá. Hiệp ở Ninh Bình. Một cái máy Pro kèm hai tay, dây dợ đầy đủ. Bác nào có nhu cầu thì cứ comment phía dưới video giúp em nhé. Hoặc inbox Zalo, Facebook trong phần mô tả video ấy. Bác nhớ ủng hộ kênh của em nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi.